Game Bonsai xin chào tất cả anh em nhé. Thì sau những bao những cái ngày bận rộn này lấy được cái phôi ông bụt về nhà thì hôm nay là có một lời mời của anh Đồng Bắc Linh. Thì hôm nay là riêng ở cái cuốn video này ấy, thì Game Bonsai là quay chi tiết cho anh em một đôi long anh em nhé. Đấy, đây là một cây long đây, bên này một cây đây. Thì cây này nói nói luôn với anh em ở trên video ấy, là cây này anh Đồng đang muốn giao lưu một đôi long này. Bây giờ này nó hơi chói một chút nhá, tí nữa thì mình sẽ quay kích thước chi tiết cho anh em. Thì anh muốn giao lưu một đôi này nên là mình quay lên đây để anh em có hợp nhãn thì anh em mình xem kích thước chi tiết. Anh em mà hợp lý thì anh em có thể là alo trực tiếp cho anh Đồng nhá. Thì bây giờ là anh ấy sẽ đo cho anh em là cái kích thước trước thì sau đó là mình sẽ quay cho anh em xem chi tiết nhá. Đây. Vậy anh đo cho em cái chiều cao trước anh ạ. Chiều cao à? Vâng vâng, anh cứ đo phát chiều cao trước đi. Đấy. Mặt chậu nhá. Vâng vâng, từ mặt chậu lên. Từ lưỡi lưỡi lên anh ơi. Đấy, đến chỗ đấy thì vừa ngọn. Đấy. 2m. 2m25. 25. Rồi. Tổng chiều cao từ mặt chậu lên là 2 đến đỉnh ngọn là 2m25 anh em nhá. Rồi, tán chiều ngang. Chiều ngang nhá. Vâng vâng. Nhá. Vâng vâng vâng. Đấy nhá, vừa chiều ngang tôi giữ bên này rồi, anh đọc xem cái chiều ngang là 3m65. Chiều ngang của cây này là 3m65 từ đầu tán bên này sang đầu tán bên kia anh em nhá. Rồi. Vành nhá. Rồi, bây giờ là tôi sẽ đo vành cho anh em xem. Đây là một đôi long khá đẹp anh em nhé. Giá thì cũng khá hợp lý, tôi không thấy nhiều vườn có những cái đôi long này đòi toàn mấy trăm triệu, nhìn trông cũng bình thường. Vành 96. 96 đây nha anh nhá, vành 96 là cái chỗ sát đây này. Đấy, anh em nhìn cho kỹ nhá. Rồi, bây giờ anh đo cho cái vành bẹ đi. Đây đây đây. Anh đưa đầu dây em giữ cho. Đây đây đây. Vành bẹ này trước anh, đo vành bẹ này anh kéo kéo đi. Đây anh sang anh kéo một vòng. Đây nha. Vành bẹ của nó là 2m95 anh em nhé. Vành bẹ bên trên chỗ này này. Rồi. Đo cái vành chỗ độc cả con tử đấy xem nó bao nhiêu anh. Đây đây. Đấy, anh kéo luôn sang đây, anh kéo luôn. Anh kéo kéo căng căng đó. Đo nó chi tiết một chút để anh em dễ hình dung. 1m76 anh em nhé. Đây này, chỗ cái vòng quanh con tử này, cả con thân cái con tử này. Đấy. Ui. Nào. Đây nha, thì bây giờ là tôi sẽ quay chi tiết cho anh em xem. Đây em cứ quay đi không sợ. Rồi. Đây thứ nhất đầu tiên này. Anh em xem những cái đây, ở chỗ này nó có nhiều cái lu anh nhỉ. Lu. Đây, cả thân lu này kinh lắm nhỉ. Đấy. Nhưng mà tôi không phải so sánh, nhưng mà cái cây này mà so với cái cây long mà bên nhà chú Đích ở bên bên Châu Cầu ấy. Đấy, giá này là một đôi này là vào 100 một con như này anh nhỉ? Ừ. 200 một đôi. 200 một đôi. Thì như cái giá bên như hôm nhà chú Đích cái chú đòi con đấy là 600 triệu. Đấy là nói thế là tôi không chê một cây nào cả, ý là cái giá để anh em so sánh nhé. Đấy, giá mút hết, cái nhìn đây nhìn trắng toát hết này. À, anh đo cho em phát đây nữa này. Xem nó vành ở đây bao nhiêu, chắc nó khoảng tầm 65 này. 62 65. Đây à, 73 cơ. 74. 74. Đấy. Quá to. Một cái cây này nó to anh em, đứng cách xa phải mấy mét mới quay hết được. Đấy là chi tiết một cái cây long anh em nhé. Bên này nó không khuất sáng này thì nhìn nó rõ hơn, còn cây bên này nó hơi hánh nắng một chút. Nói chung hai cây là cũng tương đương như nhau hết đấy. Đây anh em nhé, tôi lấy cái nào cho nó rõ nhất cho anh em nhìn. Rồi, bây giờ là anh Đồng đo lốt kích thước cây này cho anh em xem. Chắc cũng tương đương như cái kia thôi nhỉ. Đo chiều cao trước anh. Chiều cao bằng nhau. Chiều cao bằng nhau đúng không? Tán bằng nhau. Tán bằng nhau hết đúng không? Đo thân bẹ này không? Rồi anh đo thân đi.
chủ yếu đo cái bạ này. Thân con này chắc cũng tầm đấy, con này bạ khả năng là kém một tí. Nấu lâu mới gặp một đôi long. Ai bẻ cây to hơn. To hơn. Vành bẻ kém hơn nhưng vành to hơn, vành của nó 101. 101. 101 101. Đấy, giờ anh đo cái vành bẻ phát này. Đây chú phải. Đây em giữ cho anh. Anh đây anh đi một vòng. Anh cứ đi tí nữa là mình nới ra một tí cũng được. Đây. Rồi anh kéo đây. 2m7. Bé hơn cái bạ thì kém cái kia là 20 phân. Thân thì cái to hơn cái kia là núc cái kia là 95 anh nhỉ. Cái này là thân to hơn nhưng cái bạ nó kém hơn tí. Nói chung là đôi thì lúc nào nó cũng phải 18-10 chứ không được giống nhau được cả. À. Một đôi long rất là khủng anh em nhé. Đây. Một đôi long điền xịn anh em ạ. Đây những bên trong bên nó liền đẹp hết rồi. Con kia nó còn trông liền hơn con này cơ anh em ạ. À, nói chung là giá như anh ấy báo là anh đang đồng báo giá cái này bao tiền đôi này đấy. Đôi này nếu anh em thiện chí mình lấy 200. 200 à? Nếu có bớt được nhiều không anh? Nói chung là cái gì chả có lộc. Đúng rồi. Con lợn này còn phải cho nhau cái dọ anh. Rồi. Mỗi cây bớt được khoảng tầm bao tiền. Quan trọng là anh em mà thích. Ok. Rồi, thế à, anh đọc luôn số điện thoại anh em cái anh nhỉ? À, số điện thoại của anh là 0985. Vâng. 726366. Rồi, đấy. Anh đọc lại một lần nữa nhỉ? 0985. Rồi. 726366. Rồi, ok. Đấy là số điện thoại của anh Đồng anh em nhé. Anh em xem thì cái đôi này là anh em kết thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho anh ấy về đây mà xem trực tiếp anh em nhé. Ngoài nó to lắm. Số đo thì mình có quay sẵn trên video rồi. Đấy cái mặt sau của cây này đây. Đấy. Cây này chắc anh ấy dùng cây nó với sổ mũi chứ anh ấy dùng cả thuốc xịt mũi. Đấy anh em ạ, mặt bên này của nó này. Nói chung là con này nói bằng thật là nó kém bẹ hơn con kia một tí nhưng mà thân nó to hơn. Tay tán thì mịn hết rồi. Đấy thì giá thì anh Đồng anh đã báo rồi đấy anh em ạ. Còn số điện thoại có rồi thì mua cái gì nó cũng phải có nọc lá với cả có mặc cả. Chứ còn không ai bảo là 200 là lấy cả 200, ví dụ là 160, 170, 180 bao nhiêu đấy. Nói chung là hợp lý giá hai bên mà. Hai bên đều hợp lý giá mà giao lưu được thì tôi rất là mừng. Rồi thì bây giờ để tôi lấy một cái ảnh đại diện nhá. Anh Đồng ơi, đứng đây phát em lấy một cái ảnh đại diện. Anh đứng à? Ờ anh đứng. Để so sánh với người đấy. Đây anh em nhá. Tôi sẽ lấy cái này làm ảnh đại diện nhá. Đấy, quả này đẹp đấy. Cười phát anh nhỉ. À, rồi ok anh. Đấy, cảm ơn tất cả anh em nhé. Anh em này thích thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho anh Đồng nhá. Để tôi sẽ cập nhật một số cái tác phẩm bonsai đẹp cho anh em xem. Rồi.